Hi mọi người, hôm nay mình sẽ unbox album A của Rosé Blackpink. Vừa này là vinyl LP. Cái này mình mua ở K-Town For You. Mình cũng có mua vô của YG nữa, nhưng mà mình chưa có về, mình không có đợi được nữa, nên mình unbox vô này trước. Với các bạn lần đầu tiên biết đến kênh của mình thì kênh của mình sẽ chuyên unbox cái album Good của K-pop. Các bạn cứ xem thử video á, nếu mà thấy hay thì like, share, comment và đăng ký kênh giúp mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu unbox nha. Thank you.
Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại.